Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 15 tháng 6. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay, ngày 15 tháng 6, dầu WTI lao dốc nhưng dầu Brent phục hồi nhẹ. Giá dầu thế giới hôm nay, ngày 15 tháng 6, dầu WTI tiếp tục đi xuống, trong khi dầu Brent phục hồi nhẹ, ngay sau thông báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 14 tháng 6. EIA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay lên mức 2,4 triệu thùng trên ngày, nâng tổng nhu cầu dự kiến lên 102,3 triệu thùng trên ngày. Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 2023, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 năm 2023 ở mức 68,71 USD trên thùng, tăng 0,22 USD trong phiên và giảm 0,64 USD trên thùng so với cùng thời điểm ngày 10 tháng 6. Trong khi giá dầu Brent giao tháng 9 năm 2023 đứng ở mức 73,39 USD trên thùng, tăng 0,22 USD trong phiên và tăng 1,22 USD trên thùng so với cùng thời điểm ngày 14 tháng 6. Giá dầu thế giới hôm nay, ngày 15 tháng 6, dầu WTI tiếp tục đi xuống, trong khi dầu Brent phục hồi nhẹ, ngay sau thông báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 14 tháng 6. Fed đã đưa ra tín hiệu trong các dự báo kinh tế mới rằng, chi phí đi vay có thể sẽ tăng thêm 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm nay do nền kinh tế và lạm phát hạ nhiệt chậm hơn kỳ vọng. Quyết định của Fed đã chấm dứt chuỗi 10 lần tăng lãi suất liên tiếp và lãi suất chính sách của Mỹ đang được giữ trong phạm vi 5-5,25%. Các thị trường lo sợ rằng môi trường lãi suất cao hơn sẽ làm giảm nhu cầu dầu. Các nhà đầu tư dầu mỏ dường như đang điều chỉnh kỳ vọng về nguồn cung dầu thô thắt chặt vào cuối năm nay mặc dù OPEC cộng đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng sâu hơn. So sánh giá dầu tháng 5 với giá dầu 6 tháng trước đó, các chuyên gia nhận thấy giá dầu đã liên tục giảm. Đây là một dấu hiệu cho các nhà đầu tư bớt lo sợ rằng cầu sẽ vượt cung vào cuối năm nay. Ả Rập Xê Út đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng 10% vào tháng tới, xuống còn 9 triệu thùng mỗi ngày, mức cắt giảm lớn nhất trong nhiều năm. Việc cắt giảm là một phần trong thỏa thuận của OPEC cộng nhằm hạn chế nguồn cung dầu thô vào năm 2024. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs tuần này đã cắt giảm ước tính giá dầu và nhu cầu với lý do nguồn cung tăng và nhu cầu chậm lại. Stanovo của UBS cho biết sản lượng dầu cao hơn từ Mỹ, Iran và Venezuela đã làm gia tăng mối lo ngại về nguồn cung dầu dư thừa. Hôm thứ Ba ngày 13 tháng 6, OPEC đã đưa ra dự báo về mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu khoảng 2,5% trong năm nay, dù trước đó nhóm này cảnh báo rằng nền kinh tế thế giới phải đối mặt với sự bất ổn gia tăng và tăng trưởng chậm hơn trong nửa cuối năm. Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng lên 12,4 triệu thùng chỉ trong tuần tính đến ngày 2 tháng 6, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020. EIA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay thêm 200.000 thùng trên ngày lên 2,4 triệu thùng trên ngày, nâng tổng nhu cầu dự kiến lên 102,3 triệu thùng trên ngày. Tuy nhiên, những cơn gió ngược kinh tế sẽ làm giảm cầu 860.000 thùng trên ngày vào năm sau, và việc tăng cường sử dụng xe điện sẽ khiến nhu cầu giảm 400.000 thùng trên ngày vào năm 2028 xuống mức 105,7 triệu thùng trên ngày. Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến như sau. Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.878 đồng trên lít, giá xăng RON 95 không cao hơn 22.015 đồng trên lít, giá dầu diesel 005S không cao hơn 18.028 đồng trên lít, giá dầu hỏa không cao hơn 17.823 đồng trên lít, giá dầu mazut 180CST35S không cao hơn 14.719 đồng trên kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong